Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ đường phố đám người nha. Xin chào tất cả anh em hỏa chí truyền thuyết nha, là mình đây, từ từ đường phố các bạn, ok. Quay trở lại video ngày nay trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin một like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, cũng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì úp nhà VIP 4 anh em, full code hốt quà và bắt đầu thực trải nghiệm đua top ở server 7 anh em. Tình hình thì tôi làm từ hôm qua các bạn, hiện tại thì game nó mới cho vào các bạn đây. Quà lập đầu đây anh em, đó. Nhận được tướng ok sẽ Hokage đây rồi. Như là tướng Copy Ninja Kakashi đây anh em. Đó, đã hoàn tất bạn nhá. Đấy, chúc mừng đã nhận được anh em. Đó. Đấy ok các bạn. Tiếp theo mốc này anh em, đây nhận được Naruto anh em. Đấy, đại sư bích họa Naruto anh em. Đó, khá là đẹp. Thật sự rất là đẹp luôn chứ không phải là khá đâu anh em. Giờ ok các bạn. Đấy thì cũng xong. Tình hình thì arc này tôi đã nớ nhập cốt ở bên một con arc khác rồi, không biết là hiện tại bên này nó có cho nhập không nữa thì không biết anh em. Bây giờ phải đi làm để biết được các bạn. Cũng hơi buồn. Ok, quà trưởng thành này. Quà này thì không cho nhận được anh em. Cũng đợi chúng ta có thể lực. Chết anh em, giờ bắt đầu mới vào cày, không biết là liệu có đuổi kịp không nữa anh em, thật sự luôn, rất là hoang mang nhưng mà thôi. Tình hình giờ bắt đầu cày cuối anh em để xem tối nay tôi săn được bao nhiêu tướng đỏ anh em nhá. Bây giờ nhận thêm được lần nữa à. Rồi ok, giờ thì quay trở lại vấn đề quan trọng nhất anh em, đó nhập VIP code, mong rằng sẽ là nhập được các bạn nhé. Bởi vì phải nhập được cái đám VIP code này thì nó mới ngon được anh em. Ok à. Không cho nhận thật anh em, mỗi arc thì nhập được một server rồi anh em, bên game này là vậy các bạn. Tôi cũng phát hiện ngay cái lúc ấy rồi anh em, nhưng mà giờ nớ rồi biết sao giờ các bạn, mỗi arc nhập được một server thôi, cay nhờ. Mười mấy code ngon thế này mà không cho nhận gọn, không làm gì được anh em. Vui vẻ 7 ngày, trang bị. Ok, bạn về nhân vật con nào. Trang bị này. Ui. Dùng quả trang bị lên đỉnh thế. Ui, nắm quả trên này anh em này. Đây anh em, cũng có rất là nhiều. Nên mấy dạng này có không? Đây anh em, có này. Ây da, nhìn mấy dạng này trông cũng hot đấy. Nhưng thôi được rồi anh em. Rồi, giờ thì đã có hình ảnh mới anh em. Túi nào. Trang bị mới. Dùng. Ok. Úi giời ơi, trang bị Hokage. Đỉnh thế nhờ. Ok, để xem nào. Hỏa chí nhận. Ai đây? À, thầy Kakashi anh em. Rồi ok các bạn, chúng ta có thêm thầy Kakashi nữa anh em nhé. 7 ngày vui vẻ. Trang bị. Trang bị gì đấy? À, tăng nha anh em. Hiện tại lên level 12 thôi, vẫn phải cày tiếp thì mới lên được anh em. Chúng ta ngoài ra có thư anh em nhé. Có thư đền bù này. Đó, thư đền bù trông rất là ngon luôn anh em. Nhất cái đúng nớ nhập cốt vào bên kia anh em, mỗi cốt là chỉ nhập à, đúng một lần các bạn. Thề biết thứ nhập vào con hàng này nó đỡ lãng phí các bạn, giờ cay không làm gì được. Ok, tăng cấp nào, tăng cấp cho thầy Kakashi anh em, giờ tôi bắt đầu cày của anh em. Cày một hồi sau đó thì chúng ta mới quay trở lại vấn đề chính, đó là đi săn tướng S anh em nhé. Không biết hàng này có được không anh em nớ rồi, bên nó chưa, đánh ra là phải đi săn tướng S chứ anh em. Hôm qua tôi có video hướng dẫn cho anh em săn tướng S rồi nên giờ cũng không làm lại nữa. Bây giờ lại một lần miễn phí nè. Phát đích 10 này anh em này. Đây nhờ trang bị đúng không? Đây nhờ chiêu mộ trang bị anh em. Vô được một nhấn Hokage kìa. Trông cũng ngon anh em. Bên này đợi x10 anh em, đợi đủ x10 tôi làm x10 luôn các bạn. Ok, 7 trận. Level 16 mở thêm một người nữa à. Thay thầy Kakashi và anh em. Thầy Kakashi trông thế mà được chiến cũng không ăn thua nhỉ. Ok, túi các bạn. Trang bị hết. Rồi, trước mắt thì tôi sẽ cày đây anh em nhé. Còn sau tôi sẽ quay bạn coi. Ok. Ok bạn, xong nhá. Hiện tại tôi lên level 16 rồi anh em. Đến lúc chúng ta phải đi mộ chiêu chiêu mộ rồi anh em. 7 ngày vui vẻ nào. Vụ bán chính anh em. Nhận nào. Nhận tiếp các bạn. Rồi ok. Phúc lợi. Nhận level 10 này. 15 này. Ok các bạn, mèo nào. Nhận này.
Ok, bạn nhận luôn. Rồi. 7 ngày vui vẻ, cái phần quà mua ọp đấy anh em, tôi nghĩ là nên mua. Rồi các bạn. Chúng ta có quà VIP nên anh em nhé. Đấy, quên chưa nhận các bạn đây. Ok các bạn, VIP này. Nhận thêm. Nhận này, dương trang bị tùy chọn này. Ok các bạn nhận luôn cho xong. Hội viên 2 mua miễn phí này. Đây, anh em ở hội viên 2 chúng ta được mua một số đồ nữa anh em. Đấy, khác là tình hình là như vậy. Sự kiện nó có thể phát sáng biết vậy. Túi đồ cho anh em. À rồi 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 anh em. Hiện tại là chúng ta thiếu một cái giày và cái vòng đúng không? Thiếu một cái giày này. Cái vòng này chuẩn bị có rồi anh em, lấy cái đai đi. Lấy cái đai đi anh em, rồi. Trang bị vô. Cái này gì đây? À rồi rồi rồi, ok các bạn, rồi rồi. Wow, bạn đã được đồng hành mới. Đây anh em bỏ qua, đây đây. Bạn đã được đồng hành mới, hãy vào đó xem. Ấn vào chỗ nào có chỉ đâu, ấn nút nào mới được các bạn, bỏ qua đi. Tôi chịu bạn. Tăng anh em, nãy giờ quên chưa lâng thầy Kakashi anh em này. Giờ đi lâng các bạn. Giờ đến lúc lâng thầy Kakashi rồi. Đấy chưa, level 10 à. Đơn giản, 17 đâu nữa. Tăng cấp. Lên các bạn, qua bậc 2. Rồi, trước mắt thì từ từ mình tính thế đấy anh em. Giờ đi chiêu mộ nào. Mong rằng sẽ ra được tướng đỏ anh em nhé. Mong rằng sẽ có nhân phẩm ra được tướng đỏ anh em. Bởi vì không phải ạc nào cũng ra được đâu anh em. Khó khăn lắm. Sai lầm thật sự, ạc này quá sai lầm. Các bạn nạp vội quá. Thôi anh em nữa nào, tôi thì cứ chơi thôi. Ten ten à. Ây chà. Dán lúc bộ đôi luôn à hay sao mà... Dán lúc bộ đôi luôn anh em. Được của nó anh em, dán lúc bộ đôi luôn này. Một lúc hai cháu anh em. Ừ, biết là nói hên hay là xui nữa các bạn. Một lúc hai cháu anh em. Ra tướng đỏ mới quan trọng các bạn. Vẫn cho cháu đỏ đỏ cơ nào. Đỏ nó phải rơi ngay đầu anh em, chứ không là không có đâu các bạn nhá. Tướng đỏ nếu có là nó rơi ngay đầu anh em. À đây. Tướng này tướng cũng là tướng tướng A thôi anh em. Đây các bạn, đây cũng là tướng A thôi. Đây cũng chỉ là tướng A thôi các bạn. Nhận quà nào. Bạn bè giao lưu thêm, đề cử thêm, có gì đâu gọn đề cử thêm thôi, cứ đề cử thêm gọn đó. Ok gọn đề cử là thêm, tiếp tục gọn đề cử là thêm đó. Thư có vẻ hơi căng. Nhân vật nào, bồi dưỡng, tăng bậc. Ok các bạn, tăng bậc cho nó nào. Là tốt liên đạn này, lên tầng mới luôn. À level 20 mới được anh em, còn phải tăng cấp nữa mới được các bạn. Là cứ phải bình tĩnh, đồng hành. Không nên lâng tạm cho cháu này chơi anh em, thấy Kakashi này. Tăng nhanh. Tôi nói mà đâu phải đơn giản đâu anh em. Vấn đề không phải đơn giản các bạn. Đây nào, cũng phải level 20. Chiến hồn. Đồng hành. Tướng cam thì phải 120 mạnh mới được các bạn. Ô, có đen nhập vấn tính à? Như con đen nhập vấn tính sao anh em, sẽ có 20 mảnh collan rồi, chứng tỏ phải nhập như nhập con đen vấn tính các bạn ạ. Nhập con đen vấn tính anh em, vậy thì tôi nhập tiếp anh em nhá. Từ các bạn. Bởi vì có 20 mảnh collan kìa. Hay là từ nó mới nổ anh em.
không tự nhiên sao có 20 mảnh Golan, chỉ có ở code thôi anh em, 20 mảnh Golan đấy chỉ có ở code thôi các bạn, xem nào. Hay bị lag anh em, nhập lại lag, code lại bị lag rồi. Phải vậy không? Ok các bạn đồng hành nào. Golan vẫn 20 mảnh thôi anh em, hay này rút x10 đấy ra được. Chiêu mộ 5 lần 14 nào, chơi phát nữa anh em. Tướng cam nào, cho xin tướng cam nào, cho xin một cháu tướng cam. Đây rồi, à đây đây anh em, không biết là mong chờ ở đây. Đứng ra thầy Kakashi nhá, biết là nên úp sao đây anh em, nhưng mà chơi lắm. Zetsu à, Zetsu anh em. Được của nó anh em. Ô được một cháu một à, một cháu Zetsu thôi anh em. Ok các bạn, tiếp phát nữa nào. Đây đây, lần nữa là cũng lại ra tướng ấy nhá anh em nha, ra tướng đỏ nha. Ôi này được cam không? Không được cam đâu, tím, à được một cháu cam các bạn, tưởng không được cam luôn. Tôi tưởng không được cam, cam anh em, được ten ten. Ok thôi cũng được, tình hình thế này cũng được rồi các bạn. Zetsu kìa. Rồi, thế được ổn rồi các bạn, giờ tôi cài đây. Ok, bạn phát hiện ra khu vực mới anh em, vừa tăng được chiến vừa kiếm được rất là nhiều, gọi là Ziu à? Bên này còn Ziu hay gì ta? Ziu thì phải anh em. Quá trời luôn các bạn này. Đây. Tôi tăng nãy giờ rồi anh em đang đâng các bạn. Thì cái này thì là kiểu viện trợ anh em được bao nhiêu sao các bạn vậy tăng thế thôi. Đây, tăng anh em, nó tăng mỗi lần tăng nó thêm được chiến các bạn. Đấy, thêm Rio này. Đấy. Đây có vàng à? Vàng hay Ziu? À vàng vàng các bạn gọi vàng. Đây anh em, đó, bạn kích hoạt vào sao tăng. Ui, được chiến lên fail luôn các bạn. Đây, còn thêm ấy nữa này. Quá trời luôn. Ngon lành. Còn không? Còn các bạn. Còn nữa luôn anh em. Đó. Chung, mỗi lần tăng lại thêm Ziu các bạn. À vàng nữa, sorry nhỉ, vàng vàng vàng. Đây, nó cứ mỗi lần nhẹ nhàng các bạn thấy. Nó tăng bây giờ lên 120k rồi anh em, nó không tí quay các bạn thì hỏi vì sao lên được chiến nhanh thế. Nào, vợ của Naruto. Hinata. Thấy chưa? Bên hệ thủy anh em, hệ thủy như có thầy Kakashi thôi. À vậy. Không phải thầy Kakashi đây à? Ui, lại ngon anh em, lại đụng qua. Ô bên này cũng có người rồi á. À, à đúng rồi anh em, đây thầy Kakashi đây. Thầy Kakashi mới đây các bạn. Lên sao nào thầy ơi. Lượm quà các bạn, đấy, hơn 2k rồi. Ngon lành. Thôi giờ tôi cài quốc tiếp đây anh em. Ok các bạn, cuối cùng cũng đã đến phần tục cưới rồi anh em. Ok à. Kiểu riêng mất rồi mở như thế hả? Cây nhờ đáng phi giá man ạ. Cưới nào. Ok các bạn. Đấy, trong này trông xịn sò không? Đó. Cường hóa cháu này nghe nó còn không sót anh em. Mấy cháu này thì vẫn phải có quyển này à. Vô nghe cũng căng ấy. Ok các bạn, vào chợ chiến. Chợ chiến thì không biết là gì đây. Đây anh em, chúng mắt mở được hai người. Rồi. Ok. À cũng là búc trước mạnh thôi các bạn. Rồi. Ok các bạn, có búc sức mạnh thôi. Cũng lại tăng lực chiến thôi anh em. Cũng hấp dẫn, cũng hay đấy. Xong rồi lên dần anh em, cứ lên dần các bạn. Cứ lên là never là mở thêm một người. Vô. Cũng hay. Rồi tôi cày tiếp đây anh em. Ok bạn, tiếp tục chiêu mộ nào anh em. Tiếp tục quay trở lại câu chuyện chiêu mộ các bạn. Giờ thì cùng nhau tới nào. Rồi tướng cam không ạ? Ây da. Lại là tướng à, rồi anh em. Cũng được của nó các bạn.
cũng được của nó anh em, được luôn. Tới nào. Ok. Được một lần đỏ anh em, tướng đỏ. Wow, Toby anh em, tuyệt vời. Bên này cũng được Toby luôn à, tuyệt vời anh em, vậy là được 3 tướng rồi. 3 tướng đỏ rồi. Ây da, ngon lành các bạn. Rồi ok các bạn, chúng ta được thêm Toby. Rồi. Hiện tại đã chưa mộ 62 lần rồi anh em. Các bạn đã chưa mộ bao nhiêu lần rồi? Bên này thì ấn qua rồi anh em. Rồi. Quay trận nào. 28 à? À một cấp nữa anh em, một cấp nữa, không để ý. Một cấp nữa anh em. Nhiệm vụ ngày có gì đây? Tham gia tiếng Anh nha. Lên cấp khoảng cách cũng không xa rồi anh em. Đồng đội nào. Ok, Toby 12k. Tăng cấp nào. Nên tăng cấp. Bằng never ra. Kích hoạt phát các bạn xem nào. Yo, kích hoạt phát tăng lực chiến rất là fail luôn anh em. Kích hoạt tăng lực chiến rất là fail anh em nha. Rồi từ từ các bạn, tí nữa là cũng lên cấp thôi. Thế nào. Ok các bạn. Cài lại. Ok, 10. Thế nào. Ok các bạn, cài lại nào. 10. 28 chưa? Rồi các bạn, cuối cùng cũng lên 28. Ôi, nên là được rồi anh em, nên là vui rồi. Rồi, tạm thời trước mắt hết anh em. Ok. 7 trận. Ra trận nhanh anh em. Yêu, 210. Thôi, chắc đêm nay tôi cũng tạm thời dừng tại đây đấy anh em nhé. Có gì tôi sẽ quay thêm cho anh em ở video tiếp theo các bạn. Giờ thì nghỉ thôi anh em. Bye bye mọi người. Giờ tôi cài cuối đây.